Là đến cái dòng hàng hôm nay thì em sẽ giảm giá sâu rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng kg em cũng sẽ giảm giá. Và những dòng Dendro ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá nhé, để em nhập những cái lô hàng mới. Nói chung là hàng thì vẫn rất là đẹp thôi, chẳng qua là em nhập nhiều ấy. Bình thường có những cây giá trị từ 100.000 này, 80.000 đến 100.000. Ngày hôm nay em sẽ bán đồng giá hết nhé. Đồng giá hết là 70.000 đồng một cây. Đấy, 70.000 đồng một cây Dendro. Em sẽ đọc chi tiết luôn. Bình thường các bác phải mua từ 10 chậu mới được giảm còn 70.000. Ngày hôm nay các bác mua một chậu cũng được 70.000. Và dòng Dendro nắng này thì phải nói qua là nó ra hoa quanh năm, suốt tháng. Đặc biệt là với độ bền của hoa thì ai ai cũng thích luôn. Dòng Dendro nắng phân chia được rất là nhiều màu. Để khi gửi đi thì em sẽ ghi tên vào thành bầu này, nên là các bác yên tâm về chất lượng hàng. Hàng thì nhà em về số lượng rất là nhiều rồi ạ. Em sẽ đi qua từng loại để dễ dàng các bác phân biệt hơn. Nếu có thời gian thì em sẽ chèn những hình ảnh vào, còn nếu không thì em sẽ giới thiệu tình trạng cây để các bác dễ nhận biết nhé. Đồng giá 70.000 một cây hết nhé. Những loại 100.000, 80.000 thì đều là 70.000 hết. Giá hôm nay thì giá rất là ưu đãi. Đầu tiên là cây vàng lưỡi đỏ này. Đấy, cây Dendro vàng lưỡi đỏ. Thấy dòng này thì cây của nó mập ú rất là đẹp luôn. Đấy, một số cái lá gốc nó bị vàng lá là bình thường các bác nhá. Lá gốc mà, nó cây nó già đời, nó già đời quá rồi nên là cái cây lá gốc của nó không sao. Đấy, 70.000 đồng một cốc. Đây là cây vàng lưỡi đỏ. Dòng này hoa của nó rất là đẹp, hàng bán rất là hot đấy ạ. Sang bên đây đó chính là tím xoắn Huế. Dòng tím xoắn này thì hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp, thân mập ú. Dòng tím xoắn này hoa đẹp, tạ 70.000 đồng một chậu, 70.000 chậu tím xoắn Huế. Banana hoa thơm, dòng này thì hoa thơm và đặc biệt là cái dòng hoa của nó màu vàng rất là tươi tắn. Banana này cũng 70.000 đồng một cốc. Đấy. Các bác mua combo 3 cốc hôm nay sẽ tính giá là 200.000 sẽ được 3 cốc nhé. Em đang bán xả để giảm giá cái lô Dendro để em nhập cái lô hàng, những cái lô hàng mới đây. Và bên đây là Cisaret, dòng Cisaret này cũng 70.000 đồng một cốc. 200.000 sẽ được 3 cốc. Đấy, dòng Dendro nắng giá siêu rẻ luôn. 200.000 ba cốc. Cisaret. Dòng đỏ đấy ạ. Dòng đỏ. Đây giá bình thường là 100.000, hôm nay em cũng bán 70.000 đồng một cốc. Đấy, cây của nó không phải xấu các bác nhá. Em giảm giá gọi là một là tri ân cuối năm, thứ hai là em cũng sẽ dọn chỗ để nhập những cái lô hàng mới để chuẩn bị những cái hàng để cho các bác chơi Tết luôn. Dòng đỏ cánh xoắn hoa màu đỏ rất là đẹp, 70.000. Nắng si sa 70.000 đồng một cốc, nắng si sa. Đấy, dòng này thì hoa cánh bay đẹp, thân mập. Thỏ vàng, đây cây thỏ vàng rất là cao này. Đấy, cây thỏ vàng cũng 70.000 đồng một cốc, thỏ vàng. Hồng thơm. Đấy, bông hoa hồng thơm vừa với chớm nở này, hoa màu hồng tím. 70.000 một cốc đây. Một số cây đang lên mầm gốc này. Tiếp theo đó chính là cây này gọi là cây Dendro Lycat bông to. Đấy, dòng này thực ra là khi mà nó đang sưng nụ hoa ấy, lá của nó rất là xấu. Đây là Dendro, Dendro Lycat bông to. Lá nó rụng lá gốc thôi, còn đâu là cây của nó rất là khỏe nhá. 70.000 đồng một cốc, Dendro Lycat bông to. Bò tím ạ, đây bò tím cánh xoắn lá mít đây. Dòng bò tím này, giá bình thường 80, hôm nay em cũng bán 70.000, 200.000 được 3 cây. Giá hôm nay phải nói là quá là rẻ luôn ạ. Ba lưỡi hồng, đây cây ba lưỡi hồng cũng 70.000 đồng một cốc. 70.000 một cốc ba lưỡi hồng. Đây là dòng ba cánh vàng xen lẫn với ba cánh hồng, hoa rất là đẹp. Yellow 58, một cái dòng hoa lai của Pensoda. Đây là dòng Pensoda lai, hoa thơm. Đấy, dòng này thì cũng 70.000 đồng một cốc nhé. Cây của nó thân mập đẹp. Đây, trong kia cũng nhiều cây đẹp lắm ạ. Hiroshi, thân mập ú luôn, hoa màu tím. Dòng này thì cánh viền của nó màu trắng. Đấy, đang lên mầm đẹp. Hàng Dendro thì không chỉ nó ra hoa đầu ngọn mà nó còn ra hoa ở nách nữa nhé. 70.000 đồng một cốc Hiroshi. Chanel cũng 70.000 đồng một cốc. Đây cái Chanel hoa màu trắng này. Chanel đây 70.000. Sincaron. Sincaron cũng 70.000 đồng một cốc. Đây là cây kinh công. Đây em về cách đây tầm khoảng hơn một tháng rồi. Bông hoa của nó, kinh công của nó nở này, chưa có dấu hiệu tàn luôn. Chứ dòng Dendro ấy, hoa nó bền như thế. Kinh công này giá cũng 70.000. Bà liễu xưa. Bà liễu xưa đây là hàng nắng hoa thơm, dòng 5 cánh trắng quốc dân, 70.000 đồng một cốc bà liễu xưa. Ngọc trai đen ạ. Dòng ngọc trai đen thì hoa của nó quá là tuyệt vời rồi. Đấy, 70.000 đồng một cốc ngọc trai đen. 200.000 được 3 chậu. Các bác cứ lấy 3 chậu và ghép là một chậu lớn ấy. Một chậu lớn Dendro mà các bác mua lẻ nó cũng phải rơi tầm 300-400. Đấy, mua những cái chậu nhỏ này các bác ghép vào nó mất thời gian một tí, nhưng mà bù lại là cây của nó rẻ hơn. Tiếp nữa đó chính là dòng này đó chính là Dendro Lai Hồ Điệp.
ấy, cây của nó thân mập, chậu nào nhiều thân thì thấy nó thân nó không mập, nó còi hơn một chút, còn đâu là đa phần là thân nó mập ú này. Đây là dendrolite hồ điệp nhá, 70.000 đấy. Dendro hoa hồng, dòng này thì hoa của nó bông như bông hoa hồng đấy ạ. Cây của nó thấp nhỏ thôi nhưng mà cây đã đứng ngọn rồi nhá. Tùy bản chất từng dòng thì cây của nó cao thấp khác nhau. Đấy, dòng này cũng 70.000 đồng một cốc. Mua 3 cốc là 200.000. Vàng cánh mai ạ, đây là một cái dòng hoa mà hoa rất là sai, đẹp, cây tơ. Loại này cũng 70.000 đồng một cốc thôi. Đây, bò tím của em còn rất là nhiều. Nói chung là bò tím thì hoa quá là đẹp. Móng rồng, Dendro móng rồng. Đấy, dòng này hoa của nó màu vàng rất là sai bông nhá hoa nhá. Đây, cây móng rồng đây. Loại này cũng 70.000 đồng một cốc móng rồng. Pink hồng ạ. Đấy, cái dòng pink hồng đây là một cái dòng nắng mà hoa rất là đẹp. 70.000 đồng một cốc. Bà liễu lai, đây là dòng hoa cánh bầu ạ. Dòng này cũng 70.000 đồng một cốc. Đấy, cánh màu trắng và cánh bầu rất là đẹp, hoa thơm. Đấy, Dendro đồng tiền ạ. Đây, những cái chậu đồng tiền 5% này, hoa rất là đẹp. Loại này thì em bán cũng 70.000 đồng một cốc. Bluco, đấy dòng Bluco, hoa của nó giống như hoa của bò tím nhưng cánh nó xoắn hơn. Đấy, loại này cũng 70.000 nhá. Tím Huế á, dòng tím Huế rất là sai hoa. 70.000 đồng một cốc. Dendro chuỗi ngọc này. Dendro chuỗi ngọc cũng 70.000. Đây, gửi đi em sẽ lấy những cái chậu mà đứng ngọn thôi. Còn cây đăng hoa này thì ấy bác là thích thì em gửi, còn nếu không thì em nhặt cho bác những cái chậu đứng ngọn này, 70.000 một cốc. Uragwan, đấy dòng này hoa của nó cũng sai hoa, 70.000 một cốc. Đa răng ạ, đấy dòng đa răng này cũng 70.000 một cốc này, còn 2 chậu. Pensoda cam cũng còn 2 chậu này, cũng 70.000 đồng một chậu, giá 100.000 bình thường đấy ạ. Dendro lá biên nhá, đấy dòng Dendro lá biên phát tài. Đấy, cây của nó bình thường 100.000 đấy, hôm nay em cũng bán 70.000. Đấy, hôm nay sẽ bán giảm giá rất là nhiều loại hàng hoa lan luôn. Tiếp đến dòng địa lan thì em đang chạy số lượng rất là nhiều, đó chính là dòng địa lan cọp đỏ. Đây là một cái dòng hoa mà các bác chơi hoa Tết rất là nhiều, đặc biệt hơn là cái màu đỏ của nó ấy. Dòng cây phong thủy đem đến tài lộc cho mình vào những ngày đầu năm mới ạ. Đây, dòng địa lan cọp đỏ này thì em xin phép bán giá là 250.000 đồng một chậu nhé. Chậu cây của nó thì nó có ít nhất là 2 nụ và rất là nhiều những mầm nụ có thể là đang mọc ở phía dưới. Bởi vì dòng này nó có rất là nhiều tép trong một chậu đúng không ạ? 250.000 một chậu, mua 3 chậu sẽ được bao ship. Đấy, dòng này, dòng địa lan thì cứ mua 3 chậu của các loại khác nhau thì em sẽ bao ship nhé. Bao gồm cọp đỏ này. Loại thứ hai đó chính là địa lan rồng đỏ lá biên. Đấy, dòng này thì hoa của nó phải nói là quá là tuyệt vời, quá là sai hoa luôn. Nhà em thì có 2 loại nhé. À, có 3 loại. Loại thứ nhất em giới thiệu cho các bác đó chính là loại rồng đỏ lá biên phát tài này. Đây là những cái dòng rồng đỏ lá biên phát tài. Loại 1 này thì em sẽ bán với giá là 420.000 đồng một chậu. Loại này thì có đặc điểm đó chính là chậu lá biên. Đây, những cây lá biên phát tài này, lá rất là đẹp. Và loại này thì ngồng nụ trong một chậu nó sẽ từ 5 ngồng nụ trở lên. Đấy, rất là nhiều ngồng nụ này. Đấy, ngồng ngắn thì các bác chơi Tết thoải mái nhé các nhé. Đây, rất là nhiều ngồng nụ ngắn này, 5 ngồng nụ trở lên. Nhiều ngồng nụ ẩn lắm các bác ơi. Đây, em phải cho các bác xem này. Đấy, cây rồng đỏ này. Đây, vào trong đây nữa này, rất là nhiều luôn. Và loại 1 này thì chậu của nó rất là to nhé, từ 5 ngồng nụ trở lên, rất là nhiều ngồng nụ ẩn đây này các bác này. Nhiều lắm cơ. Rồng đỏ này, rước lộc về nhà, một chậu to này em bán 420.000. Mua 3 chậu cũng được bao ship. Đây, cái hàng này là hàng rồng đỏ lá biên. Đây, những bông hoa của nó, nụ hoa của nó cũng hơi chớm đầu biên này. Đấy. Đây là rồng đỏ loại 1, 420.000. Loại thứ hai ạ, đây là loại thứ hai, cũng là dòng lá biên, nhưng loại này thì số lượng nụ trong một chậu thì nó chỉ rơi tầm khoảng 4 ngồng trở lại thôi nhá. Đa phần là 4 ngồng. Đấy, còn những cái loại mọc thêm thì em không rõ. Loại số 2 đây cũng là lá biên nhưng mà số lượng ngồng ít hơn thì em bán với giá là 350.000, mua 3 chậu cũng bao ship. Còn đây là loại thứ ba này. Loại thứ ba này cũng từ 3 4 ngồng này nhưng mà loại không biên. Loại không biên, một bụi cũng rất là to thì loại này em bán 300.000 đồng. Đấy, cũng 4 ngồng nụ này. Loại này thì 300.000. Rồng đỏ hoa rất là đẹp. Loại này thì nói chung là quá là nổi tiếng rồi. Đặc biệt là Tết có một chậu rồng đỏ thì trưng thì nó như rước lộc vào nhà đấy ạ. Đấy, một chậu địa lan các bác về cho lên chậu thì quá là tuyệt. Có 3 loại nhé. Em nhắc lại là 420.000 loại 1. Loại 2 là, loại 2 bên đây thì là 350. Còn loại thứ 3 thì là 4, à là 300.000. Mua 3 chậu bao ship. Dendro Úc chớp mini ạ. Hôm nay thì em về cái hàng Dendro Úc rất là nhiều ngồng nụ này. Đấy, hàng ui dồi ôi, nhiều nụ lắm các bác ơi. Cái này để bàn uống nước rất là xinh nhá. Dòng này dòng Dendro Úc chớp.
Dòng này em bán 95.000 một cốc, lấy 3 cốc tính giá 90.000. Đai châu Thái ạ, đai châu Thái đây, những cái chậu đai châu to này đang có ngồng nụ rất là nhiều luôn. Đấy, giá bình thường em bán 250, ngày hôm nay thì em bán 220 một chậu nhá. Đấy, bác nào lấy 3 chậu em tính là 200.000 đồng một chậu. Đấy, hàng Thái Lan có cả dòng lá kiếm này. Đấy, bác nào mua thì biết ở dưới giá ban đầu là 250.000 một chậu cơ. Cây của nó là cây 3 4 5 à cây 4 tầm 4 5 rồi nhá, chứ không phải loại cây giống nhỏ đâu. Đấy, 220 một chậu thôi, hàng rất là nhiều nụ. Denso 5 cành trắng ạ, đây là dòng Denso đột biến của dòng họ Denso Xuân. Nên cây của nó thì dù nó ít tép thôi nhưng mà giá trị nó sẽ cao hơn dòng khác rất là nhiều. Đấy, dòng này thì chuẩn hoa nhé, bảo hành hoa cho mọi người. Dòng 5 cành trắng lưỡi họng tím. Đấy, một chậu của nó trung bình nó sẽ tầm, đây, khoảng như thế. Chậu nào cao thì nó ít tép hơn. Đây em sẽ nhặt cho các bác nếu chậu vừa vừa như vậy. Đang ngọc nụ rất là chi chít này. Em bán 230 một chậu. Đấy, cây của nó cũng thấp nhỏ thôi. Đây em đo cho bác gang tay là tầm một gang tay hoặc là hơn một chút. Chậu nào hơn thì nó sẽ ít tép hơn, còn chậu nào ít nó tầm một gang tay thì nó nhiều tép hơn một chút ạ. Nù 68, đây một dòng phi điệp rất là nổi tiếng. Dòng nù 68 này em đang bán là 45.000 một cốc. Đây, những cốc nào chưa thắt ngọn thì cây của nó chưa nù nhé. Còn những cây mà thắt ngọn rồi thì thân của nó sẽ phình ra, nó nù như thế này. Đấy, đấy, nù 68 45.000 một cốc. Tiếp đến là bộ kiếm Thái. Kiếm Thái nhà em thì hiện tại vẫn chia làm 5 mã nhé. Hàng gieo hạt, hàng gieo hạt tại vườn của Việt Nam chứ không phải hàng của Thái Lan. Và hàng này thì có 5 mã như sau: đỏ Nghệ An này, đỏ Thái này, phan Chí, vàng Củ Chi và xanh Huế. Gửi đi thì em sẽ ghi tên hoặc là đánh mã vào cho các bác vào thành bầu. Ví dụ như mã số 1 ứng với đỏ Nghệ An chẳng hạn. Đấy, những cây này cây gần 1 năm tuổi. Giá em bán công khai là 40.000 một cốc. Giá rất là rẻ, bao rẻ luôn. 40.000 cốc, hàng này em chạy số lượng rất là nhiều các bác nhé. Các bác mua hàng kiếm thì các bác tin tưởng thì báo em. Và hàng nhà em thì không bao ship rồi, tại vì cái hàng kiếm này em bán rẻ rồi. Người ta bán ngoài thì người ta bán hơn 100.000 một cây cơ. Đấy, một chậu kiếm giống gần 5 tuổi. Ra phía bên đây thì em sẽ giới thiệu các bác đến những chậu hoa mai đỏ. Mai đỏ thì nhà em thì sắp tới là sẽ từ trên vườn lại về thêm một lô nữa. Hàng này thì hiện tại cửa hàng thì vẫn còn nhiều, nhưng mà đang để ở bên vườn bên kia. Mai đỏ hôm nay thì các bác sẽ thấy là cái sự phát triển của nụ rất là rõ rệt. Nhiều bác hôm trước có thắc mắc là liệu nụ có nở hoa hay không, thì em cam đoan các bác đây là một cái dòng hoa mà nhà em bán hàng cách đây 2-3 năm rồi. Về dòng mai đỏ này thì nhận được rất là nhiều lời khen ngợi của các bác. Đó chính là dòng này hoa màu đỏ đậm này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nụ màu xanh nhưng dần dần khi mà cây phát triển lớn này, các bác sẽ nhìn thấy đỏ, mà nó màu đỏ đậm luôn chứ không phải là đỏ lờ nhờ đâu ạ. Đấy, bông này đang chuẩn bị nở này, nở nở bói một bông. Còn đâu thì đang ngập tràn những cái sắc màu nụ, rất là nhiều nụ. Đấy, hàng nhà em thì em sẽ chọn các bác những cái chậu mà nó nhiều tán, nhiều cành. Giá em bán là 220.000 đồng một chậu. Đấy, ôi giời, nhiều chưa các bác ơi? Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Cái sự phát triển của mai thì ban đầu nụ nó sẽ hơi xanh xanh một chút, còn sau đó nó mới chuyển sang màu đỏ. Đấy, mua từ 3 chậu em sẽ bao ship nhá. Dòng này mua 3 chậu, nói thật với các bác là 3 chậu tiền cước bọn em phải trả là hơn 100.000, 100 mấy đấy. Nên là các bác khi đặt từ 3 chậu nào bên em hỗ trợ coi như là tặng không các bác. Không phải tặng không mà nói chung là một cái chậu mai đỏ 3 chậu bao ship là tiền cước nó phải đến trăm mấy rồi. Còn nếu các bác lấy một chậu tiền cước ra tầm 45 đến 50 nghìn. Một bầu nó nặng từ 4-5 cân cơ. Và tiếp theo là dòng trà mi hồng. Đấy, hàng này thì em vẫn đang xuất hàng cho khách. Đây, những bông hoa này, bông hoa rất là to. Nói chung là hàng rất là to nhá, bông hoa to này. Đấy. Dòng này thì một chậu của nó sẽ rất là nhiều nụ, nó chỉ mới chỉ đơm ra 1-2 bông thôi, nhưng còn lại rất là nhiều ngồng nụ, nó còn chưa mọc này, đấy, chưa nở này. Chậu của nó cũng khá là to, nhiều thân. Loại này em bán 230.000 đồng một chậu. Đấy, mới nở ra 1-2 bông này, hoa rất là đẹp. Tết có một chậu trà để trước ban. Cái này thì cây nó cũng vừa vừa, để kệ cũng được, hoặc là treo để trước cửa nhà cũng đều được. 230.000 đồng một chậu nhá, để trà mi hồng. Và bên đây là những cái chậu trà này, trà bạch, dòng trà màu trắng này. Trà bạch thì em số lượng có ít thôi. Đấy, nụ của nó thì đây, nó mới chôm chớm thôi. Cây to, 250 một chậu trà bạch. Trà bạch nhá. Xà Hà Khao hay lá biên. Dòng lá biên phát tài 200.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu tính giá 180.000. Còn đây đó chính là Garden Sunray, một dòng của Thái Lan. Thân mập đẹp, dòng này hoa màu vàng rất là sai. Một thân của nó đang thắt ngọn xuống lá chuẩn bị cho hoa, và những cái mầm gốc đang chuẩn bị mọc này. Loại này em bán là 150 một chậu, lấy 2 chậu tính giá 140. Và tiếp là những cái chậu thanh đạm Indo. Đấy, hàng của Thái Lan. Vòng này thì hoa rất là thơm nhá các bác nhá. Lá của nó thì nó hơi xấu xí một tí, bởi vì cái mã này, hàng này lá của nó hơi xấu mã. Loại này thì em bán là 150 một chậu. Lấy một cặp này em bán là 250 được một cặp nhá.
Đấy, 250 một cặp. Đấy, thanh đạm Indo. Dòng này thì nó sẽ bọc rất là nhiều thân, nhiều tép ở phía dưới. Đây, 250 được một cặp thanh đạm Indo, hoa thơm. Giá bán lẻ là 150 một chậu. Tiếp nữa là những chậu cát lay da. Cát bụi to này, bình thường em bán 180 một bụi này, hôm nay em bán là 250 được một cặp. Lấy lẻ 150 một cây, nếu một cặp là 250. Em còn vài cây hoàng tử áo đỏ, lá nó hơi bị sứt sát một tí. Đấy, giá 130 một chậu, lấy một cặp là 250. Loại này thì một năm hai lần hoa, cây màu đỏ, hoa phong thủy. Còn đây là những chậu đai châu Thái nhưng mà hàng sai nhỡ, loại này thì vẫn bán là 170 một chậu. Lấy hai chậu là tính 160.000 đồng một chậu. Đấy, đang nụ hoa hết rồi, có loại 220 và loại 170. Hoàng nhạn lai, đây là hàng của Thái Lan. Đấy, dòng này là hoàng nhạn lai với một dòng khác. Đấy, hoa thơm. Đấy, cây của nó đều là cây mẹ bồng con, giá là 180 một chậu, mua hai chậu tính giá 170. Những cây lá xếp đều tăm tắp luôn. Và đây là những chậu lan kim tuyến ạ. Lan kim tuyến hôm nay em bán 50.000 một cốc nhá. 50.000 một cốc lan kim tuyến. Đấy, hàng sưu tầm. Hàng này thì giá trị hàng cân của nó rất là đắt và không có hàng luôn, bởi vì hàng khan hiếm. Hàng ở rừng bây giờ không có luôn ạ. Đây là hàng thuần rồi, 50.000 một cốc lan kim tuyến nhỏ xinh. Hạc vĩ bíp líp, đây là dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Bíp líp, đấy dòng này thì mặt bông của nó cánh tròn, bầu và mặt bông hoa tím đậm. Dòng này thì dao động từ 5 đến 6 thân, cả dài cả ngắn, em bán là 220 một bảng. Lấy 3 bảng tính giá 200.000 nhá. Và tiếp theo là những cái chậu này gọi là chậu giả hạc Hawaii. Đấy, giá bình thường em vẫn bán là 220 này. Hôm nay thì em sẽ giảm giá sâu cái dòng hạc Hawaii này nhá. 180.000 đồng một chậu. Đấy, giá này giá bán lỗ rồi này. 180.000 một chậu giả hạc Hawaii. Và đây là những cái thân Hawaii đang xuống lá để sắp tới sưng nụ này, hàng rất là đẹp. Và đây là những bảng giả hạc Pháp. Những chậu giả hạc Pháp nhiều thân, đấy cũng đang xuống lá rồi, giá cũ là 180 đấy. Hôm nay em bán là 150.000 một chậu, 150 một chậu giả hạc Pháp. Một chậu của nó cũng phải rơi tầm 6 7 đến 10 thân, nói chung là tùy chậu cả dài cả ngắn nhá. Đấy, giá là giá hết sức rồi. Tiếp theo là những chậu cốt sắc thiên hương. Cốt sắc thiên hương thì em có hai loại, cái loại là loại vừa mới nở ra được một thời gian này. Cũng còn ngắm được một thời gian rồi nó tàn, thì loại này là 200.000 một bụi to. Còn cái loại nữa là loại nó tàn hết hoa rồi. Bên kia thì em bán 150. Hàng này để các bác về làm giống á, bởi vì giá ban đầu của nó cốt sắc thiên hương phải hơn 300.000. Đấy, em chơi hoa chưng ở cửa hàng sau thì bây giờ em bán cho mọi người sưu tầm làm giống nhá. Dòng cốt sắc này hoa rất là đẹp, đặc biệt là nổi tiếng mà cái đợt đầu về cháy hàng luôn. Và tiếp nữa là những cái chậu trầm đồng đỏ thân thủ thân mập đẹp, một chậu hai thân. Cốc này em vẫn bán là 400.000 đồng một chậu. Thôi, hôm nay em sẽ giảm giá bác trầm rồng đỏ hai thân dài tầm 60cm trở lên. Giá là 380 một chậu nhé. 380 một chậu trầm rồng đỏ hai thân. Giá hạc Ono 10 năm. Đây là dòng hàng của Thái Lan và dòng này thì đây, một chậu của nó rất là nhiều thân. 280.000 đồng một chậu phi điệp giá hạc Ono. Đang thắt ngọn. Hoàng tử áo đỏ ren rep cây to. 250 một chậu, hai chậu tính giá 240. Đây em có những chậu giả hạc châu Như này, châu Như. Giả hạc châu Như này thì em bán là 70.000 đồng một cốc. Một cặp là 130.000, sẽ được một cặp. Đây có hai cây nù tam bố này, thôi 30.000 một cốc nốt. Nù tam bố. Hàng đang xuống lá. Tiếp đến là những chậu trầm trắng này, trầm bạch tuyết, hoa màu trắng rất là xinh. Loại này thì em bán là 250. Được. Một chậu hai thân, chậu nó ba thân hoặc bốn thân thì nó ngắn hơn một chút. Đấy, 250 một chậu. Em có hai chậu này là chậu đen rô xuân màu vàng lá biên phát tài. Chậu này hôm trước bán 260, hôm nay bán 250 này. Còn chậu hai thân này em bán 280 này. Đấy, có hai đây còn hai ba chậu thôi. Năm cải trắng họng hồng ạ. Đây là hàng của Đài Loan hoa VIP. Đấy, dòng này thì có chậu ba thân, chậu hai thân. Hai thân thì thân dài hơn, còn chậu ba thân thì kèm theo cả những thân ngắn nhỏ nữa. Thì em bán đồng giá 250 một chậu. Dòng năm cánh trắng. Hàng này thì hoa của nó cánh trắng lưỡi, hồng xước, hoa thơm. Đấy, đang thắt ngọn chuẩn bị cho hoa đấy ạ. 250 thôi. Những cây phi điệp mít này, 70.000 đồng một cốc, lấy 3 cốc tính giá là 60.000. Đấy, phi điệp mít này thì cây của nó cũng nhỏ nhỏ thôi ạ, hàng làm giống. Và em cũng có những chậu chớp Mỹ nhá. Cái chậu hàng thân ngắn này thì em bán với giá là 250. Còn những chậu thân dài, hôm nay em bán là 300.000 đồng một chậu một thân. Đấy, chớp Mỹ. Giá bình thường 350 một thân, hôm nay em bán giảm giá 300.000 một thân. Đây, giá vẫn còn cũ, có chậu 320 này. Có chậu 350.
Con này bán 250 và 300.000, có hai mức nhá. Đấy, đều đang sưng mắt nụ rồi. Nói chung là nhiều cây thì đang thắt ngọn xuống lá, chuẩn bị sưng nụ chơi hoa. Em còn một chậu dendro vàng kim cương thân thủ 2 thân 650. Đấy, chậu này phải rơi tầm 5-60 cm. Chậu trồng cổ là 300.000 một chậu, một thân dài cũng phải 6-70 cm nhá. Em còn vài bảng tam màu sắc đột biến này, đây 150 một bảng luôn. Thanh lý luôn 150. Dòng đột biến này hoa của nó là hoa màu vàng, lưỡi trắng nhá, không phải lưỡi màu vàng hay lưỡi màu tím đâu, nên là dòng này hàng của Thái Lan, hàng đột biến. Em còn vài chậu chuỗi ngọc này, giá là 180.000 này. Một chậu, hàng thuần. Và đây là những chậu kiều vương Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng. 400.000 đồng một chậu, 400.000 đồng một chậu. Hàng này thì nổi tiếng, quá nổi tiếng nhá mọi người nhá. Đây rất là nhiều thân tơ, hàng thuần rồi. 400.000 một chậu kiều Lộc Bắc. Hồ điệp mãn thiên hồng, đấy cái loại một ngồng này. Em đang bán với giá là 90.000 một cốc, lấy 3 cốc tính giá là 85.000. Hồ điệp mãn, hoa rất là bền, chơi hoa lâu tàn. Còn đây là những chậu hồ điệp đại ạ. Hồ điệp đại nhưng mà vận chuyển về bị gãy ngồng nhá. Hàng gãy ngồng thì em bán 50.000 một cốc. Đấy, cốc rất là to nhưng mà hàng bị gãy ngồng mất nên các bác về trồng làm giống. Nên có những cây lá mít rất là đẹp này. Bình thường 80.000 này bán 50.000 một cốc. Đấy, có cả lá tròn, lá dài nhá. Hàng thanh lý hồ điệp này là 50.000. Còn đây là những chậu hồ điệp hoa. Hàng hoa này thì giá 60.000 một cốc thôi. Nó đang nở hoa, mới nở thôi. Còn đâu là cái hàng hồ điệp, các bác biết độ bền nó phải chơi đến 2-3 tháng cơ. Nên là về các bác chơi cái này mà chơi từ giờ đến Tết vẫn được, mà chơi cả xuyên Tết luôn. Đấy, 60.000 một cốc nhá. Hàng này thì em đóng gói đi vẫn được. Tại hôm trước thì cứ nghĩ là không đóng được, nhưng mà khách nhận hàng thì vẫn ok, nên là em vẫn ship được đi xa nhá. Hôm nay cũng có bác đặt mấy chậu, à mấy cây, mấy cốc liền. Đây bên này, hồ điệp này em cũng lấy một ít để em trưng cửa hàng. Cái này Tết thì toàn 150 đến 180 một bông thôi. Đây là dòng hồ điệp đại nhá, 60.000 một cốc. Đấy, có vài màu thôi, vài màu. Hàng kg hôm nay sẽ bán xả một số mặt hàng như sau. Đầu tiên đó chính là vảy rồng này. Vảy rồng ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý với giá 80.000 một cân. Đấy, giá bình thường là 130 đến 150, hôm nay em thanh lý giá lỗ nhá, 80.000 một cân vảy rồng này. Kim điệp sơn hôm nay cũng bán giảm giá, cây vẫn rất là đẹp. Giá là 130.000 một cân. Kim điệp sơn. Phi điệp vàng, hàng bây giờ đang lên mầm gốc cũng rất là đẹp, ok. Hàng này cũng 130.000 một cân. Tất cả những dòng hàng bây giờ mùa này đang là mùa xuống lá, đặc biệt là mùa hanh khô nên cây các bác nhận có thể hơi khô một chút. Đấy, dù hàng mới về. 130 một cân này. Hoàng thảo điện biên đông. Đấy, dòng này thì hoa của nó rất là đẹp, một dòng hoa màu vàng sai hoa. Điện biên đông hôm nay em cũng bán 130.000 một cân, giá bình thường 160-180 này. Đây 130. Em có một ít u lồi hàng thanh lý này, hàng này thì nhiều thân già hơn, chủ yếu về làm giống này. 150.000 một cân hàng u lồi thanh lý. Hoàng thảo u lồi thanh lý. Ý thảo ba màu ạ. Đấy, dòng này thì hoa của nó thì quá là đẹp. 180.000 đồng một cân, ý thảo ba màu. Long tu đá hoa tím này. 200.000 đồng một cân. Hàng cũng ngắn vừa vừa thôi ạ. Ôi, nói thật với các bác là bán hàng dừng cho các bác là bọn em còn cắt tỉa chán. Đây, các bác nhìn này. Người ta gửi cho em này. Đấy. Thân dài đẹp như vậy vận chuyển này, nó gãy dập này. Vứt đi nhiều lắm, cái này phải một rổ rồi, em nhặt ra phải một rổ rồi, đây nó chỉ lẫn lại một số ít thôi. Gửi đi cho các bác thì đều phải nhặt cắt tỉa hết rồi. Nên nói thật với các bác hàng cân ấy, nhiều bác đến nơi khó tính này còn cứ chê cây nó bị gãy hay này nọ. Đấy là cũng đã qua quá trình là xử lý qua rồi. Chứ mà bọn em mà gửi nguyên sơ cho các bác như người ta gửi cho em ấy thì các bác còn chê nữa cơ. Đấy, những cái hàng mà bọn em bán lẻ này, cái việc mà bán người ta bán buôn và bán lẻ nó khác. Đây bán lẻ này, gửi đi phải cắt tỉa cho các bác. Đây những cái hàng này gãy dọc không còn tí rễ nào, người ta vẫn gửi ra nhiều lắm. Hôm qua nhân viên nhà em còn hót đi một đống cơ. Vất đi một đống rồi đấy. Long tu đá tím này, 200.000 một cân. Hoàng phi hạc đang xuống lá này. Đấy, có cả từng khóm từng dề này nhưng mà nó xuống lá cũng nhiều thân tơ đấy các bác. 100.000 đồng một cân, ý thảo ba màu nhá. Còn đây là kiều vàng cũng xuống lá rồi. Kiều vàng 150.000 một cân. Nói chung nó ít lá nhá. Thân gốc thì rất là tươi đẹp. 150 một cân. Hoàng thảo kèn ạ, đây là dòng kèn tím hoa đậm. Em bán 70.000 một lạng. Đấy, cái này có thể lấy cái hàng ngăn ngắn này hoặc hàng thân dài cũng được. Chúc Phật bà hàng giống này nhá, 450 một cân. Đấy, cây của nó mầm nhỏ xíu thôi. Hàng này chỉ chủ yếu là các bác lấy giống để trồng. Chứ còn bây giờ hàng thân dài đi hết. Giáng hương bạch nhạn này cũng 100.000 đồng một cân. Đấy, hàng cây giống mà nó cũng hơi xấu xí mã một tí. Đấy, 400.000, 100.000.
bán hàng cân 100.000 đồng một cân, bạch nhạn nhá, hàng thanh lý. Để về làm giống thực ra cây của nó rất là khỏe thôi, chẳng qua là nó còn lại số lượng không nhiều ấy, em thanh lý luôn. Đây là trồn tím hay cáo đỏ này, cây của nó thì cây giống thôi nhưng mà nó vẫn rất là đẹp, 250.000 một cân. Đây, bên đây đang nhặt cho khách, 250 một cân. Hoàng thảo vôi, hoa tím, hoa thơm, 250 một cân. Hoàng thảo vôi, hải yến, hải yến thì em bán là 150.000 một cân, hải yến lá xếp. Long tu sơn đây, cái dòng hàng mà rất là dễ ghép, dễ trồng, cả hàng thân ngắn, thân dài đều có này, 220.000 một cân. Đấy, hàng rừng thì nó sẽ nhiều thân già hơn thân tơ nhé. Em có một ít chuỗi ngọc này, hàng nó xuống lá, 150.000 một cân. Đây, chuỗi ngọc này 150.000 nhé. Sơn thủy tiên 180.000 một cân. Đấy, còn ít cũng 180.000. Dạ hành thì nó rất là khỏe, nó hơi ít lá. Đấy, 180.000 một cân. Đây là dáng hương trồn trắng này, 130.000 một cân. Hàng mất nước, hàng này hơi mất nước một tí. Đây em có dòng tam bảo sắc, hàng này thì có cả vùng Gia Lai và vùng Lào, vùng Tây Bắc lẫn lộn hết. Giá bình thường 180, hôm nay em thanh lý 100.000 đồng một cân, dáng hương tam bảo sắc thanh lý. Hàng cây giống nhỏ, cây nào to thì lá nó hơi xấu ấy. Nói chung là hàng xấu. Chủ yếu để làm giống thôi. Đấy. Thực ra thì cũng có nhiều cây đẹp, nói chung là em sẽ nhặt solo hết. Giá solo là 100.000 đồng một cân. Giá bán lỗ luôn. Và bên đây là hoàng nhạn tháng 4. Dòng này thì cây của nó đang cũng cuối mùa đấy. Dòng hàng rừng nó hơi mất nước một xíu xíu. 400.000 đồng một cân, hoàng nhạn tháng 4. Đây em còn ít hải âu này, 130.000 một cân. Chắc còn tầm nửa cân thôi, hải âu. Em còn đai châu rừng này, 550.000 một cân. Đấy, còn một ít bán giảm giá nốt. Nói chung là hàng rừng thì cây của nó xuất sắc một tí nhưng mà cây của nó vẫn ok, rất là đẹp. Hoàng thảo tam bảo sắc ạ, 150.000. Đấy, cây của nó đang xuống lá thôi, 150 một cân. Ngọc thạch ba màu, 150.000 một cân. Đây hoàng thảo ý ngọc, năm cánh trắng họng tím đây, cũng đang xuống lá này, 160.000 một cân. Dáng hương sóc Lào, 130.000 một cân, sắp lá xếp ạ. Kiều môi tua, những dòng hàng tu rua hoa rất là đẹp, 150.000 một cân. Đây hoàng thảo u lồi này, hàng còn đang sưng mắt nụ này. Đấy, u lồi này em bán là 220.000 một cân, hàng đẹp. Còn đâu là cái hàng mà nó thanh lý nhiều thân già thì em bán 150 một cân ạ. Em còn ít cái hạc vĩ, 130.000 một cân hạc vĩ nhá. Hàng đấy, tình trạng hàng mùa này nó hơi khô một tí, nó xuống lá nó khô nhá, 130 một cân. Hoàng thảo đùi gà tròn 200.000 đồng một cân ạ. Hàng đùi gà tròn Tây Bắc. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp thì cây của nó vẫn rất là tươi đẹp, 130.000 một cân hoàng lạp. Em còn ít cuối tháng 8 hàng lá lướt này, giá bình thường 280, hôm nay thì nó mất nước một chút xíu, em bán 200.000 đồng một cân. Đây là dáng hương quế trắng tháng 8. Còn đây là long tu đá hoa trắng ạ, dòng họa màu trắng, 130.000 một cân đá trắng. Đây là hỏa hoàng cam ạ, 270.000 một cân, hỏa hoàng cam. Cây lá xếp này, 27.000 một lạng. Và tiếp là những cái chậu sơn thủy tiên hàng thuần này, thuần 3 năm này, tại vườn, bụi rất là to, 330 một chậu. Lấy 3 chậu, em sẽ bao ship nhé, 3 chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Đây, một bụi của nó nhiều thân lắm, nhiều giả hành, mà cái này nó cũng mắt nụ nó cũng nhiều, nhiều mắt ạ. Và trên đây là những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay, rất là nhiều mặt hàng em đang bán giảm giá nhé, để em dọn chỗ nhập những cái mặt hàng mới. Hàng thì không phải là xấu, chỉ là những cái mặt hàng nó còn lại nó ít thôi. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.